Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Hiện tại cửa hàng đang lên cho anh em một con đẩy nhé, một con đẩy bãi nhé. Công suất con này là 1.200W trên một kênh. Thì về cái lô hàng này thì nó mất một boa công suất ở bên này anh em nhé, mất còn boa công suất bên này. Thì tổng công suất con này sẽ là 2.400W nhé, nguồn rất là to. Đây cái mã của nó đây, C112, nguồn biến áp mã ghi là C112. Con này thì công suất cực khủng các bác. Đây về thì nó mất một bên boa công suất ở bên kia. Đấy thì cửa hàng quyết định xả hàng thanh lý cho anh em giá còn đẩy bãi nhá. Đấy hiện tại thì nó còn một kênh sử dụng được, và kênh này thì anh em có thể đánh được một cặp 40. Đấy từ 2 con 100 đánh ok nhá. Đấy công suất của trực kháng 8 ohm là 1.200W. Và xả cho anh em với giá lỗ nhá. Nói chung là khi nhập hàng thì đôi khi là buôn bán thì có những cái lô thì ok, những cái lô này thì về mất khoảng 2 con này chắc chắn là lỗ rồi các bác nhé, chắc chắn là lỗ rồi. Thôi thì cửa hàng sẽ quyết định xả cho các bác giá chỉ có 2 triệu thôi. Con này thì các bác có thể sử dụng để đánh đẩy chuyên súp một kênh được, tại vì công suất 1.200W thì có thể đánh được một cặp súp đơn 40 hoặc 50 đơn từ 2 con 100 nhé. Ngoài ra thì anh em có thể đánh sử dụng để đánh full, đánh một quả 725, có nghĩa là anh em sử dụng khai thác ok là một cặp 40. Đấy, một cặp 40 côn 100. Thì về hình thức máy móc thì rất là đẹp, hàng zin cho bác nhá. Hàng này là hàng bãi xịn. Đấy, hàng bãi xịn và hàng zin cho anh em. Và khi bật lên thì cái đèn DC nó sẽ đóng nhá và sẽ bật cho anh em một đoạn nhạc. Kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn. Khi trái nhuốm nhiều tuổi đời, chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương. Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt. Còn nhớ đến đêm thoáng trong mơ, đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài. Nói chung là con này rất là khỏe các bác nhá, con này rất là khỏe luôn. Nói chung là đánh một cặp 40 từ 2 của 100 vẫn căng đét nhé. Ngoài ra thì những cái dòng súp đơn 40 anh em có thể đánh được 40 hoặc 50 đơn từ 2 của 100 anh em có thể đánh được một cặp. Về hình thức thì thiết kế bề ngoài nó sẽ thiết kế một cái mặt phay nhôm này. Đấy, mặt phay nhôm rất là đẹp và hệ thống đèn rất là đẹp nhé. Ngoài ra thì nội thất của con này thì nguồn biến áp này trên 20 cm, và con này thì bù áp rất là nhiều. Đấy, nó có hẳn vỉ nhôm này và vỉ nâng tiếng này. Đấy, nguyên một kênh thì đã sử dụng 6 tụ lọc nguồn phẳng đét luôn của nguồn này. Đấy, nên là anh em có thể sử dụng con này để đánh súp cũng ok. Đánh súp thì đánh một cặp. Đấy, con này thì 1.200W một kênh nhé. Đấy, đầy đủ các chế độ đánh cho anh em từ Sitter, Bride này. Đấy, vào tín hiệu thì anh em vào một đường nữa cũng được, tại vì nó mất một boa rồi. Đấy, series đầy đủ nhá. Hàng thì nguồn biến áp con này nguồn cấp rất là to, mạch class H các nhá. Đây nguồn cấp nhìn đây này. Đấy, rất là lớn. Đấy, nguồn cấp từ 120V đến 80V, 40V, 3 cấp nhá, con này nguồn 3 cấp. Ok, thì xả thanh lý cho anh em một con đẩy bãi nhá. Con đẩy bãi con này thì 1.200W một kênh, nó chỉ còn một kênh thôi quá nhá, hoạt động một kênh. Kênh này thì nó mất cái bo sắt ở bên ngoài rồi, và anh em này mua được con này thì rất là tốt, cửa hàng xả lỗ cho anh em giá chỉ có 2 triệu anh em nhá. Và anh em có nhu cầu mua con này thì có thể alo cửa hàng, số điện thoại cửa hàng là 0396855899 nhá. Xin chào, hẹn lại anh em.